Ngày hôm qua, Tiền Văn Hóa Stadium đã đưa ra một bài nhận xét. World Cup 2022, một World Cup có quá nhiều cái sai. Tổng hợp những vấn đề bất thường xung quanh giải đấu năm nay, nhưng cái sai ấy không chỉ gói gọn ở những vấn đề mà chúng tôi nhắc đến trong video ngày hôm qua, nó còn mở rộng sang một vấn đề nổi cộm khác, trước hết là về mặt chuyên môn. World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup vắt kiệt sức của các ngôi sao đương thời, kỳ World Cup của sự mệt mỏi. Bởi các cầu thủ của chúng ta đã trải qua cường độ thi đấu dày đặc chưa từng có trong lịch sử, ít nhất là 2 trận mỗi tuần với các đội tham dự cúp châu Âu. Dàn sao nổi trội của những cái tên đang chinh chiến tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Virgil van Dijk, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Karim Benzema sẽ có một trận tourmalet khốc liệt từ đây cho đến cuối tháng 12. Họ, những anh tài kiệt xuất của làng bóng đá thế giới, sẽ cùng nhau tề tựu tại đất nước Qatar để cạnh tranh cho một mục tiêu duy nhất, chiếc cúp vàng World Cup. Nhưng liệu tất cả sẽ mang đến giải đấu phong độ cùng thể trạng hoàn hảo nhất hay không? Ngay sau đây, quý vị và các bạn hãy cùng Tiền Văn Hóa Stadium đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên nha. Nhưng trước hết, quý vị và các bạn đừng quên nhấn subscribe, để lại một like và bấm rung chuông để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào trong hệ thống Tuyển Văn Hóa. Còn bây giờ, nội dung ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với trường hợp của hậu vệ được đánh giá cao nhất thế giới trong những năm gần đây, Virgil van Dijk. Hãy cùng ngược dòng với trận đấu mở màn mùa giải mới của ngoại hạng Anh, nơi mà Aleksandar Mitrovic, một ngôi sao ít tên tuổi của Fulham, đang cầm bóng sộc thẳng vào vòng cấm của Liverpool. Đáng nói hơn, cầu thủ người Serbia chưa bao giờ là một chân dê bóng cừ khôi. Nhưng hãy nhìn xem, Virgil van Dijk đang làm cái quái gì thế kia. Đó là tình huống mà chúng ta thấy vô số lần trong 5 năm qua. Đối phương thoát xuống khỏi lớp pressing tầm cao của Liverpool và tìm thấy cho mình rất nhiều khoảng trống nơi tuyến sau. Nhưng lẽ dĩ nhiên là van Dijk vẫn còn sừng sững ở ngay đó. Thường thì đối sao đội tuyển Hà Lan sẽ dồn đối phương vào góc và khiến họ chỉ có thể tung ra pha dứt điểm có độ thành bàn thấp hoặc thậm chí là mất bóng. Nhưng lần này mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược. Mitrovic lừa bóng qua van Dijk, giành được một quả phạt đền và giúp Fulham vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, điều đó không chỉ diễn ra một mà tận hai lần. Trong trận đấu với Napoli tại Champions League hồi đầu tháng trước, đường truyền của Andre Frank Zambuaga đã giúp Victor Osimhen đối mặt với chốt chặn cuối cùng mang tên van Dijk. Hậu vệ 31 tuổi đeo bám Osimhen để cố che góc sút nhưng lại để tiền đạo này ngoặt bóng vượt qua. Ngay lập tức, khung thành Liverpool bị đặt vào tình trạng báo động và để nỗ lực cứu vãn, van Dijk vụng về lao vào Osimhen và chịu thêm một quả phạt đền khác. Nên nhớ, ngôi sao của The Cop chưa bao giờ là một cầu thủ tắc bóng giỏi. Anh phòng ngự bằng cái đầu và rất ít khi lao lên tranh chấp 1-1, dù thể lực cực kỳ tín. Thay vào đó, van Dijk thường xuyên phòng ngự bằng việc phán đoán tình huống và ngăn cản đối phương đưa ra hành động dứt điểm. Chính vì vậy, tổng số pha phạm lỗi của tuyển thủ Hà Lan ở Premier League mùa trước chỉ là 10. Nhưng sau 10 vòng đấu đã qua, số pha phạm lỗi của anh đã lên đến con số 8. Có không ít lý do để giải thích cho phong độ tồi tệ hiện tại của van Dijk. Sau 5 năm trình diễn thứ bóng đá phòng ngự chuẩn mực, cầu thủ người Hà Lan đang bắt đầu cho thấy dấu hiệu đi xuống về mặt chuyên môn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh năm nay đã 31 tuổi, độ tuổi mà các cầu thủ ở cùng vị trí trung vệ bắt đầu sa sút. Bên cạnh đó, vấn đề còn đến từ những người đồng đội của anh. Với một hàng tiền vệ kiệt quệ vì chấn thương cũng như phong độ thiếu ổn định của những trung vệ chơi bên cạnh mình, van Dijk thường xuyên bị đặt vào những tình huống cực kỳ nguy hiểm và buộc phải đưa ra những quyết định 50-50. Tuy nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng. Phải chăng van Dijk cũng giống như rất nhiều đồng nghiệp khác của anh, chỉ đơn giản là đang cảm thấy mệt mỏi. Có một thực tế không thể chối bỏ dù đã xảy ra từ lâu. Đại dịch Covid-19 đã làm đảo ngược lịch thi đấu bóng đá truyền thống và làm mọi thứ rối tung cả lên. Theo Start Perform, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 năm 2017 cho đến trước khi World Cup 2018 diễn ra, có 29 cầu thủ đã chơi 5.000 phút trên mọi mặt trận. Chỉ có một người trong số đó, trung vệ người Paraguay Fabian Barbena, là đạt tới cột mốc 5.500 phút. Tuy nhiên, trong năm 2020, có tới 76 cầu thủ vượt qua cột mốc 5.000 phút, 26 cầu thủ trên 5.500 phút và 4 cầu thủ trên 6.000 phút. Ngay cả khi mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo trong một năm trở lại đây, vẫn có tới 40 cầu thủ đá hơn 5.000 phút, 9 người chơi hơn 5.500 phút và một người đạt con số lên đến 6.000 phút. Thú vị ở chỗ dẫn đầu danh sách này vẫn là một trung vệ người Paraguay khác, Gustavo Gomez của Palmeiras, với 6.335 phút thi đấu. Xếp ngay sau anh ta không ai khác ngoài van Dijk với 5.853 phút. Đó là chưa kể van Dijk đã bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải 2020-2021 vì bị đứt dây chằng chéo trước khi thi đấu nhiều hơn bất kỳ ai khác ở châu Âu. Trong một nghiên cứu được công bố trước trận chung kết Champions League vừa qua, FIPRO, Hiệp hội Cầu thủ bóng đá quốc tế đã khảo sát 92 người, gồm các huấn luyện viên, nhà khoa học thể thao, huấn luyện viên thể lực, nhà trị liệu vật lý và bác sĩ y tế về khối lượng thi đấu của cầu thủ. Đa số người được hỏi
với tỷ lệ 97,8% nói rằng các cầu thủ chỉ nên thi đấu tối đa 60 trận trong một mùa giải. Một số khác thì nghĩ rằng con số này chỉ nên là 50. Tuy nhiên, trong 365 ngày qua, có đến 204 cầu thủ đã xuất hiện trong ít nhất 56 trận đấu. Trong số này, ít nhất 105 cầu thủ có thể có mặt tại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 và 12 tới đây trên đất Qatar. Độ tuổi trung bình của tất cả các cầu thủ có ít nhất 55 trận đấu trong 365 ngày qua là 27, giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, vẫn có một vài cái tên đang bị vắt kiệt sức ở độ tuổi xưa nay hiếm. Thiago Silva và Luka Modric đều đã 37 tuổi, nhưng họ đã chơi hơn 60 trận trong khoảng thời gian đó. Messi 35 tuổi, hay những Benzema hay Lewandowski, cũng như Busquets ở độ tuổi 34, đều đã cán cột mốc 55 trận. Ở chiều ngược lại, Gavi mới 18 tuổi là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách với 69 trận đấu trong năm qua. Cả Jude Bellingham 19 tuổi và Nuno Mendes 20 tuổi đều chưa đủ tuổi để mua đồ uống có cồn theo luật Mỹ, nhưng đã đá đến 56 trận trong 365 ngày qua. FIFPro cũng đã khảo sát 1.055 cầu thủ chuyên nghiệp về lịch thi đấu hiện tại. 55% trong số đó nói rằng họ dính chấn thương vì cường độ thi đấu khắc nghiệt, trong khi 97% huấn luyện viên lo ngại việc thi đấu quá nhiều trận sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương cho các cậu học trò. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho các ca chấn thương. Thể trạng của mỗi cầu thủ là khác nhau, đồng thời mỗi người cũng trải qua những tác nhân gây tổn thương khác nhau. Nhưng sự quá tải của các cầu thủ gần đây là điều không phải bàn cãi. Một khi phải thi đấu quá nhiều, rủi ro chấn thương theo đó cũng tăng lên, vì cơ thể của các cầu thủ đang buộc phải chống chịu với những tình huống va đập ở cường độ cao. Nhưng tệ hơn cả là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngày càng hạn chế giữa các trận đấu. Theo công ty tư vấn 21 Group, những cầu thủ chỉ được nghỉ ngơi 2-3 ngày giữa các trận đấu đã dính chấn thương khoảng 4,2% tổng thời gian chơi bóng. Từ đó họ phát hiện ra rằng xác suất chấn thương sẽ giảm khi cầu thủ có một quãng nghỉ dài hơn giữa các trận. Với việc World Cup năm nay diễn ra vào giữa mùa giải, các đội bóng ở châu Âu đang có ít quãng nghỉ hơn bao giờ hết. Hầu hết các trận đấu ở giải quốc nội diễn ra vào cuối tuần, sau đó là giải đấu cấp châu lục hoặc cúp quốc nội, hoặc thậm chí là nhiều trận đấu ở giải quốc nội sẽ diễn ra vào các ngày trong tuần. Bản thân World Cup 2022 sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn hơn bình thường, khi quãng nghỉ giữa các trận đấu chỉ có vỏn vẹn 3 ngày, từ vòng bảng đến vòng đấu loại trực tiếp. Mặc dù đã có một số điều chỉnh nho nhỏ được FIFA đưa ra để hỗ trợ, như cho phép mỗi đội được thay 5 người hay tăng số cầu thủ được gọi ở World Cup từ 23 lên 26 cầu thủ, nhưng lịch trình hiện tại vẫn là quá khắc nghiệt và sẽ tàn phá nghiêm trọng cơ thể của các ngôi sao hàng đầu. Trong khi những tên tuổi nổi tiếng của làng bóng đá như tiền vệ Kevin De Bruyne hay huấn luyện viên Jurgen Klopp đều công khai chỉ trích lịch thi đấu dày đặc trên, nhiều khả năng mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như cũ. Bởi trong thời đại của bóng đá kim tiền, các đội bóng mới chính là những cỗ máy kiếm tiền siêu lợi nhuận và các cầu thủ được xem là công cụ để tối ưu hóa lợi nhuận đó. Chúng ta giờ đây chỉ còn biết cách cầu nguyện cho những ngôi sao thần tượng của mình rằng không ai sẽ dính chấn thương nặng. Nhưng ngay cả khi đã cố suy nghĩ tích cực như thế, chúng ta cũng không khỏi chạnh lòng trước tình cảnh bị bóc lột của các cầu thủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy mệt mỏi trước lịch trình World Cup lần này. Các đội bóng cửa dưới có lẽ là những người phấn khích hơn cả, bởi họ không sở hữu quá nhiều ngôi sao ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu. Không những các cầu thủ của họ sẽ khỏe khoắn hơn khi bước vào giải đấu, mà còn ít có khả năng dính chấn thương hơn. Nhưng tựu chung, World Cup 2022 trên đất Qatar chắc chắn sẽ là một kỳ World Cup của những đôi chân mệt mỏi.